Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu các bạn về Unica trên hệ điều hành Windows 8.1. Thì trước tiên thì tôi sẽ đi kiểm tra xem là Unica Java đã được cài đặt trong máy của tôi hay chưa. Thì tôi sẽ do cái mở cái chương trình CMD này. Rồi tôi sẽ có lệnh Command I để kiểm tra xem là Java đã được cài đặt trong máy của tôi hay chưa. Thì tôi có lệnh như sau, tôi có lệnh là Java chữ gạch ngang vừa dậy thì nó hiện lên là Java ít nó thì con ai như vậy, tức là Java chưa được cài đặt. Thì tôi sẽ bắt đầu đi đâu nó VDK và cài đặt cho nó. Rồi tôi bỏ vào trực tiếp là VDK đâu nó chẳng hạn đó, thì nó dẫn đến cái trang của Oracle, thì VDK là của Oracle nên là mình sẽ đích cho đây để cho nó. Thì hiện tại cái phiên bản Java mới nhất là Java 10. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là kiểm tra xem là cái system của mình hệ điều hành 64 bit hay là 32 bit. Thì tôi sẽ vô cái menu tạm và vô cái phần PC setting. Sau vô cái phần PC setting thì các bạn chọn vào cái PC and device. Rồi các bạn chọn tới cái tab PC info. Thì các bạn thấy là cái system type của tôi hiện tại là 64 bit, thì tôi sẽ đi download cái GDK mà hỗ trợ cho hệ điều hành 64 bit. Thì cái GDK 10 này nó chỉ hỗ trợ một phiên bản là 64 bit thôi. Còn nếu mà các bạn nào hệ điều hành 32 bit thì các bạn có thể lựa chọn cái GDK 8 để download. Ở đây tôi sẽ cài đặt cái GDK 10 luôn. Tôi sẽ click vào offset và tôi chọn vào cái này để download. Nếu mà máy bạn nào mà 32 bit thì các bạn nên cài đặt GDK 8, thì các bạn chọn vào cái này, chọn vào GDK download đó, và các bạn chọn vào cái Windows 86 này, tức là cái phiên bản GDK dành cho hệ điều hành 32 bit là cái phiên bản này. Các bạn nhớ tích chọn được cái offset nation agreement trước nữa, thì nó mới download được. Rồi, cái file cài đặt tôi đã download xong, tôi sẽ đi mở nó lên. Rồi, tôi sẽ bắt đầu nick cho nó để cài đặt. Rồi, sau khi bắt nó bắt hiện thị lên một cái hộp thoại thì các bạn chọn cho net. Rồi ở đây thì nó set cho lưu một file cài đặt và một cái đường dẫn mặc định. Các bạn chọn net. Rồi ở chỗ này nó nơi có đường dẫn CDE, các bạn chọn next. Rồi như vậy này, nó báo là đã hoàn thành quá trình cài đặt JDK trên máy của mình. Thì buổi hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc. Buổi tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Emip trên hệ điều hành Windows.